Thành Trung, Diệu Nhi. Xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Và ngay sau đây sẽ là một người chơi rất đặc biệt. Năm ngoái là cố vấn nhưng năm nay đã là người chơi. Chúng ta sẽ cùng làm quen và gặp gỡ với hai người chơi, hai diễn viên được khán giả yêu mến. Hãy cùng chào đón Kiều Linh và Hữu Tín. Vâng, xin chào hai bạn ạ. Mời hai bạn giới thiệu. Xin chào mọi người. Kiều Linh rất là vinh dự khi hôm nay được tham gia chương trình Giác quan thứ 6. Thì chương trình này thì Linh cũng đã được xem vài lần. Và cả nhà biết rồi, với phụ nữ là giác quan thứ 6 là luôn luôn có, đúng không? Cho nên là hôm nay Linh hy vọng là giác quan thứ 6 của mình sẽ luôn luôn đúng. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Hữu Tín. Thì như lúc nãy anh Trung đã nói, thì mùa trước Tín có một cái cơ hội đã được ngồi đây rồi ngồi tham dự cùng các đội chơi là anh, đúng rồi, và cũng có được ít nhiều cái ý kiến để đóng góp đồ. Thì năm nay là Tính đã có một cái kinh nghiệm rất là dày dặn, hy vọng là ngày hôm nay sẽ mang lại được kết quả tốt. Giác quan thứ 6 của chị Kiều Linh cộng với kinh nghiệm của Hữu Tín, có vẻ như hôm nay chương trình của chúng tôi yêu cầu ban tổ chức chuẩn bị luôn 56 triệu tiền thưởng. Đó là số tiền thưởng lớn nhất mà những cặp người chơi có thể mang về. Và nếu nhân đôi nữa thì nó sẽ là 112 triệu. Ở đâu đó thì vẫn sẽ có những cái cảm xúc anh nghĩ rằng là chỉ có Hữu Tín mới hiểu. Người đã lấy vị trí của em đấy, em thấy sao? Thật ra em chỉ là em đang ở nhà thì chương trình mời, thật sự em cũng không biết trước đó là của anh ở đây. Thì là không sao, cái đó là cảm giác của anh năm ngoái. Nếu như có mà đâu, trời. Dân gian là trong nghề gọi là giật xô. Giật xô có phải không? Dạ. Vâng, chúng tôi không muốn để chương trình là thời lượng dành cho những việc nói xấu. Vì thế mà chúng tôi xin được mời người chơi về đúng vị trí của mình ạ.